Hello quý vị và các bạn, Tuấn Dương thì đang có mặt ở đây là cái khu đô thị mới Mỹ Đình. Bây giờ đang là 9 giờ sáng giờ Hà Nội. Trời thì đang rất là nắng nóng. Một hai hôm trước thì trời mưa, nó mát mẻ, nhưng mà hôm nay thì lại nắng nóng rồi thưa các bạn. Đây thì chúng ta đang ở đường, đây là đường Nguyễn Cơ Thạch. Rất là nhiều các cái tòa nhà cao tầng. Khu này họ quy hoạch đường xá rộng và rất là đẹp. Đi ra đến đây là trước mặt chúng ta là cái đường sắt trên cao đó thưa các bạn. Bên kia là cái tòa bên đối diện chỗ chúng ta đó, đó là cái nghĩa trang Mai Dịch. Đó, các cái phụ nữ Hà Nội khi mà đi, cô này thì không phải phụ nữ Hà Nội, cô này biển số 37 là Nghệ An. Họ đi thì họ mặc các cái váy chống nắng và quây kín lại. Các bạn thấy đường phố thì Tuấn Dương thấy đa số có vẻ là xe hơi, xe Honda thì cũng có, nhưng mà có vẻ là di chuyển trên đường nó không nhiều. Đây đang là cái quận Nam Từ Liêm á. Quận Nam Từ Liêm này là một cái quận mới và nó được tách ra làm hai quận là quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm. Còn trước thì nó là huyện Từ Liêm. Và sau khi mà xây dựng lên những các cái rất là nhiều các cái tòa nhà cao tầng cũng như là các cái công trình kiến trúc phụ trợ thì cái quận và đáp ứng một số các cái tiêu chí khác về đáp ứng một số các cái tiêu chí về cơ sở vật chất cũng như là hạ tầng, thì ở đây đã thẻ quận thì nó sẽ phải có nhiều các cái tiêu chí, ví dụ như là cái số dân trên 1 km², cái thu nhập bình quân đầu người, rồi các cái tiêu chí khác về giá trị sản xuất công nghiệp GDP, tỷ lệ phần trăm dịch vụ, tỷ lệ phần trăm nông nghiệp, cụ thể là bao nhiêu thì cũng đều có những các cái tiêu chí để mà đánh giá. Và khi đáp ứng được các cái tiêu chí này thì một cái huyện thì sẽ lên thành quận. Đó là những cái thông tin sơ bộ mà Tuấn Dương được biết. Đây thì nếu như mà ở đây mà không có xe Honda mà chủ yếu toàn xe hơi thì có lẽ các bạn cũng không nghĩ đây là Việt Nam, mà các bạn sẽ nghĩ đây là nước ngoài. Nhưng mà thưa các bạn, đây là thủ đô Hà Nội, Việt Nam của chúng ta đó. Ta sẽ tạm dừng đây chút xíu.
những cái chiếc xe để đi nó hơi quá, hơi lố. Đây là góc đường Trần Hữu Dực và đường Đỗ Xuân Hợp. Hôm trước mọi người nói là mọi người có hỏi Cung Dương là cái đường hầm là gì, thì ở đây thì nếu mà nói một cái từ nó đúng ra thì có khi nó cũng không phải là đường hầm mà nó là một cái mương thoát nước thì đúng hơn, tức là ở giữa đường ấy, họ đào một cái con kênh hay còn gọi là cái mương nho nhỏ đấy. Không biết dùng cái từ nào nó sẽ phù hợp hơn, và nước mưa thì nó sẽ thoát xuống dưới cái mương đó, rồi người ta sẽ đặt máy bơm người ta hút. Đây, đây có một cái khu này là cái khu chợ. Lâu. Đây Tuấn Dương sẽ dừng ở đây một chút xíu để đeo cái khẩu trang chống nắng, đi ngoài đường khá là nắng nóng. Các bạn thấy giờ tiếng ve kêu những ngày này mà chúng ta đi biển thì Tuấn Dương nghĩ rằng sẽ rất là đẹp. Như hôm nay anh bạn ở Tuấn Dương là đi Vịnh Hạ Long. Đi Vịnh Hạ Long chơi ngày này tắm biển thì rất là tuyệt vời nha. Đây chúng ta sẽ đi ra đường Lê Đức Thọ. Ở đây có những cái hàng cau rất là đẹp. Thì Tuấn Dương thấy rất là rộng rãi,
tại này có lẽ là chúng ta cũng không thấy cái tình trạng là kẹt xe. Trang nhân dân Phú Mỹ. Ngày xưa cái khu vực này là cái cánh đồng của nghĩa trang. Xe chở vật liệu xây dựng. Đường phố thì các bạn thấy khá là vắng vẻ. Ở Sài Gòn thì Tuấn Dương thấy đa số là nó đường gần như lúc nào nó cũng đông. Đây, chúng ta sẽ quẹo phải để ra hướng đi về đường Phạm Hùng này. Dân cư ở khu vực Mỹ Đình này bây giờ họ cũng khá là giàu có. Họ được đền bù đất ruộng đó thưa các bạn. Nên là bây giờ họ có tiền thì họ sẽ xây dựng nhà cửa, kiến thiết, rồi họ mua sắm trang thiết bị cũng như là đầu tư để làm ăn kinh doanh. Đây là chúng ta đang đi với khu Đình Mỹ. Đây là đi vào khu dân cư rồi. Rất hiếm gặp người đi xe đạp à. Đây đoạn đường Mỹ đây có lẽ nó là một cái chợ cóc trong cái khu dân cư. Bây giờ ở trong hẻm trong ngõ nhưng mà gần như là không thiếu một thứ gì cả.
trong cái khu dân cư. Alo, em gọi số sau của Cường nhé. Anh đi đi đường trái. Ta tiếp tục đi nhé. Trong cái con hẻm này khá là mát, nhưng mà những cái hẻm này thì xe hơi vào gần như là một cái điều xa xỉ. Tiếp giáp giữa cái khu tòa nhà cao cấp và cái khu dân cư. Clip của Tuấn Dương sẽ tạm end tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Bye bye các bạn.